chào Nét Lớp. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Japan Daily Top News. Quý vị khán giả đừng quên tải ngay app Nét Lớp để đón xem những chương trình hấp dẫn nha. Và sau đây, chương trình xin được tiếp tục cập nhật những thông tin đáng chú ý tại Việt Nam, thế giới và Nhật Bản trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 11, chính phủ Nhật Bản dự định rút ngắn thời gian cách ly tại nhà xuống còn 3 ngày đối với những người nhập cảnh vào Nhật Bản. Vào tháng trước, thời hạn cách ly đã được rút ngắn từ 14 ngày xuống còn 10 ngày. Từ tuần sau, chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét rút ngắn xuống chỉ còn 3 ngày. Tuy nhiên, điều kiện được rút ngắn thời hạn trên đó là phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, loại được công nhận tại Nhật Bản, và phía công ty có thể đảm bảo quản lý được tình trạng sức khỏe của nhân viên. Cùng với điều kiện trên và có sự quản lý từ nhà trường, công ty tiếp nhận visa du học sinh, thực tập sinh, thương mại mới cũng sẽ được cấp visa và nhập cảnh vào Nhật Bản từ sau 8 tháng 11. Bùi Văn Hoàng, 21 tuổi, là thực tập sinh kỹ năng Việt Nam đến từ Chidan, Kagoshima Sesakuso, đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi thuyết trình bằng tiếng Nhật dành cho thực tập sinh kỹ năng nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Yamaguchi, Kyushu. Đáng nói hơn là Hoàng qua Nhật chưa đầy một năm, anh đã vượt qua hơn 700 ứng viên để giành giải nhất. Hoàng đang làm việc tại một nhà máy từ tháng 1 năm 2021 với 5 đồng nghiệp người Việt Nam. Trong khi làm việc, Hoàng đã rất chăm chỉ học tiếng Nhật. Vào tháng 8 năm 2021, Hoàng và hai người bạn của mình đã vượt qua kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 nên có thể hiểu được giao tiếp bằng tiếng Nhật hàng ngày. Bài thuyết trình được viết vào khoảng tháng 5 với tiêu đề Thử thách ở Nhật Bản. Hoàng nói rằng anh đang cố gắng làm việc chăm chỉ và học tiếng Nhật với sự hỗ trợ của mọi người và coi chuyến đi Nhật Bản của mình là một thử thách trong cuộc đời. Sau khi kết hôn vào cuối tháng 10, vào sáng ngày 2 tháng 11, cựu công chúa Mako đã trở về dinh thự hoàng gia Akasaka, nơi cha mẹ và hai em đang sinh sống. Điều đáng chú ý là cô chỉ đi một mình, không có sự góp mặt của chồng. Theo nguồn tin của TBS News, Mako về để sắp xếp hành lý và dành thời gian bên gia đình một tuần sau khi rời hoàng gia. Mako chuyển từ dinh thự hoàng gia Akasaka đến ở trong một căn hộ thuê cùng chồng ở phường Shibuya ngay trong ngày cưới. Vợ chồng Mako đang đợi hoàn tất các thủ tục xuất ngoại để sang New York, Mỹ, nơi Komuro làm việc trong một công ty luật. Họ dự định thuê căn hộ một phòng ngủ ở khu Manhattan để khởi đầu cuộc sống mới nơi đất khách. Tại hội nghị lần thứ 26, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra tại Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh vào ngày 2 tháng 11. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo nước này cam kết viện trợ bổ sung 10 tỷ USD trong vòng 5 năm tới nhằm hỗ trợ các nước châu Á hoàn thành mục tiêu trung hòa carbon. Phát biểu tại COP26, Thủ tướng Kishida nhấn mạnh Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không tại châu Á, nơi vốn được xem là cỗ máy của tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ông cũng cho biết thêm, Nhật Bản sẽ gấp đôi viện trợ lên mức 14,8 tỷ USD nhằm hỗ trợ nhiều quốc gia trên thế giới trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu và ngăn chặn thiên tai. Bài phát biểu của Thủ tướng Kishida cũng đề cập đến cam kết tăng nguồn năng lượng tái tạo nhiều nhất có thể tại nước này, đồng thời nêu rõ Nhật Bản sẽ tham gia sáng kiến cam kết cắt giảm khí methane toàn cầu của Mỹ và Liên minh châu Âu khởi xướng nhằm giảm 30% lượng phát thải khí methane gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 so với mức năm 2020. Báo Guardian đưa tin hai cảnh sát Dennis Jaffer, 48 tuổi và Jamin Lewis, 33 tuổi đã thừa nhận việc chụp ảnh thi thể của hai chị em là Nicole Smallman, Bea Henry, các nạn nhân bị sát hại tại một công viên ở London vào tháng 6 năm 2020, thời điểm Anh đang thực hiện các biện pháp chống dịch Covid-19. Ông Jaffer và Lewis được phân công canh gác hiện trường. Tuy nhiên, họ đã đi vào hiện trường mà không được phép và lấy điện thoại chụp ảnh hiện trường đẫm máu này. Trong đó, ông Lewis thậm chí ghép mặt mình vào bức ảnh nhìn thấy rõ cả hai thi thể. Cả hai sau đó chia sẻ bức ảnh kinh dị này lên nhóm chat trên ứng dụng WhatsApp cho bạn bè, đồng nghiệp. Những bức ảnh tiếp tục lan truyền đến khi có người đứng ra tố giác. Theo thẩm phán Mark Lukacs, bức án này sẽ được đưa ra vào tháng sau, nhưng nhiều khả năng hai viên cảnh sát này sẽ phải chịu án tù. Trong khi đó, hung thủ là Satanist Daniel Hussein, 19 tuổi, vừa bị tuyên án tù chung thân và phải chịu án tối thiểu là 35 năm. Hussein không thừa nhận giết người dù cảnh sát đã tìm thấy DNA của hắn trên con dao bỏ lại hiện trường. Hắn bị bắt vào đầu tháng 7 năm 2020.
Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức Bộ Y tế trong chính quyền của lực lượng Taliban cho biết đã có 19 thi thể và 50 người bị thương được đưa đến bệnh viện sau các vụ nổ. Theo lực lượng Taliban, bệnh viện bị một nhóm khủng bố tấn công và sau đó một kẻ đánh bom đã kích hoạt chất nổ trên người ở lối vào. Theo xác nhận, nhóm khủng bố này cũng đã tử vong. Dù chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm, hãng tin địa phương Pakta đã dẫn lời các nhân chứng cho hay một số tay súng thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã xông vào bệnh viện và đụng độ với lực lượng an ninh. Bệnh viện này đã từng bị tấn công vào năm 2017. Khi đó, các thành viên khủng bố cải trang thành nhân viên y tế giết chết ít nhất là 30 người. Các phóng viên của AFP ở Kabul cho biết họ đã nghe thấy tiếng còi xe và nhìn thấy xe cứu thương chạy nhanh về phía địa điểm vụ nổ. Hiện chưa có bất kỳ ai đứng ra nhận trách nhiệm trong vụ việc lần này. Tờ New York Times hôm qua đã dẫn số liệu của Đại học Johns Hopkins cho thấy thế giới đến hiện nay đã ghi nhận gần 250 triệu ca nhiễm và 5 triệu ca tử vong vì COVID-19 trong bối cảnh đại dịch tiếp tục diễn biến khó lường ở một số khu vực với sự lây lan của biến thể Delta. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ước tính số người tử vong có thể cao gấp 2 đến 3 lần con số 5 triệu được công bố chính thức, nếu tính cả các trường hợp liên quan trực tiếp và gián tiếp đến COVID-19. Thậm chí, tạp chí The Economics ước tính tổng số người chết lên đến 17 triệu. Nguyên nhân được cho là do nhiều quốc gia chưa ghi nhận hoặc công bố chính xác số người tử vong vì COVID-19. Mỹ dẫn đầu với hơn 745.000 ca tử vong. Tiếp theo lần lượt là Brazil, Ấn Độ, Mexico và Nga. Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 1 tháng 11 kêu gọi các hộ gia đình tích trữ nhu yếu phẩm hàng ngày trước mùa đông, phòng trường hợp khẩn cấp và thiếu lương thực, làm dấy lên mối lo ngại trên mạng xã hội. Bộ yêu cầu giới chức địa phương ổn định nguồn cung và giá thực phẩm gồm rau, thịt và dầu ăn để chuẩn bị cho những tháng lạnh giá sắp tới. Thông báo làm dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Hashtag Bộ Thương mại khuyến khích các hộ gia đình trữ nhu yếu phẩm thường ngày thu hút hơn 40 triệu lượt xem và gần 5.000 bình luận trên Weibo tính đến tối ngày 2 tháng 11. Một số người suy đoán lời kêu gọi liên quan đến nguy cơ xảy ra chiến tranh với Đài Loan trong bối cảnh căng thẳng hai bờ eo biển leo thang. Nhiều người lo ngại về nguy cơ thiếu lương thực hoặc đợt bùng phát COVID-19 nghiêm trọng. Cũng có ý kiến bày tỏ lo lắng thời tiết khắc nghiệt có thể ảnh hưởng đến sản xuất và vận chuyển rau. Chu Xiaolang, Cục trưởng Cục Xúc tiến Tiêu dùng của Bộ Thương mại Trung Quốc, hôm 2 tháng 11 đã trấn an người dân rằng không có mối đe dọa cận kề nào đối với nguồn cung thực phẩm. Báo nhà nước Economic Daily cũng đã cố gắng xoa dịu những đồn đoán trên mạng khi nói rằng mục đích thông báo là để đảm bảo người dân chuẩn bị trước cho kịch bản phong tỏa hoặc cách ly do đợt dịch bùng phát COVID-19 mới. Sau buổi họp vào ngày 30 tháng 10, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã trình lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố dự thảo kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, trong đó đề xuất học sinh đi học trở lại từ ngày 10 tháng 12. Theo tờ trình của Sở Giáo dục Đào tạo, phương án này nhằm đảm bảo đủ thời gian sơ kết công tác tổ chức dạy học trực tiếp thí điểm tại xã đảo Thạnh An, Cần Giờ cho tất cả các khối lớp, đồng thời cũng để các trường chuẩn bị cơ sở vật chất, tiếp nhận và sửa chữa cơ sở vật chất. Dự kiến lộ trình như sau: ngày 8 tháng 12, tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Ngày 9 tháng 12, triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường, chăm sóc, tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường. Từ ngày 10 tháng 12, học sinh trở lại trường học trực tiếp. Theo thống kê của Sở Y tế, trong đợt dịch lần này, biến chủng Delta chiếm chủ đạo trong đợt dịch này, 100% tại Thành phố Hồ Chí Minh và chủ yếu tại Bắc Giang, Bắc Ninh, v.v. Với các đặc điểm, tăng 175% khả năng bám dính vào niêm mạc, đường hô hấp so với chủng gốc, phát tán mầm bệnh ra môi trường nhanh. Bên cạnh đó, virus nhân lên nhanh. Trong 48 giờ gia tăng lượng virus trong dịch đường hô hấp cao hơn 1.260 lần so với chủng cũ. Chu kỳ lây nhiễm nhanh, trong 2-3 ngày đã có khả năng lây nhiễm cho người khác. Cá biệt có trường hợp chỉ một ngày đã lây lan. Bộ Y tế vừa có báo cáo cho hay. Báo cáo này cũng cho biết tần suất lây nhiễm mỗi F0 lây cho 5-10 người, trong khi chủng cũ tỷ lệ là 1 F0 lây cho 2,2 người. Tỷ lệ bệnh nặng cao hơn 234%, tỷ lệ tử vong cũng cao hơn 132% so với chủng cũ. Sáng ngày 3 tháng 11, Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đang tạm giữ hình sự, củng cố hồ sơ khởi tố Trần Kim Cương, 21 tuổi, ngụ ở xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.
Trước đó, vào tối 30 tháng 10, sau khi say rượu, Cương chạy xe máy về nhà đập phá đồ đạc, chửi bới cha mẹ. Nhận được tin báo, công an xã Tam Tiến cử thượng úy Bùi Ngọc Bình và một dân quân đến hiện trường xử lý vụ việc. Biết lực lượng công an đến, Cương lên tầng 2 tiếp tục la hét, chửi bới. Khi được thượng úy Bình mời vào bàn làm việc, thì Cương xuống nhà lấy hung khí chạy lên đe dọa. Nhận thấy Cương cầm hung khí chống đối, thượng úy Bình và anh dân quân đã lùi ra trước nhà. Tuy nhiên, Cương vẫn tiếp tục cầm dao rượt đuổi khoảng 200m, nhưng không thấy ai. Không từ bỏ, Cương vẫn tiếp tục về nhà lấy xe máy chạy theo để đuổi bắt thượng úy Bình và dân quân làm nhiệm vụ. Sau đó, thượng úy Bình đã nhờ đến sự hỗ trợ của quân nhân, khống chế được Cương. Tối ngày 2 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phước Trung, 51 tuổi, ngụ ở xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, An Giang, về hành vi giết người. Trung là nghi phạm đốt nhà, làm vợ bỏng 80% vì ghen. Theo thông tin ban đầu, do ghen tuông nên thời gian gần đây giữa Nguyễn Phước Trung và vợ là HTCN, 51 tuổi, đã phát sinh mâu thuẫn hay cự cãi với nhau. Khoảng 10 giờ ngày 1 tháng 11, Trung ngồi uống rượu một mình trong nhà và cãi nhau với bà N. Trung khóa cửa rào và cửa nhà không cho bà N ra ngoài. Lúc này, trong nhà còn có một bé là NHD, 6 tuổi, là cháu ngoại của Trung. Trung đưa điện thoại cho cháu ngoại vào phòng ngủ để chơi game. Đến 10 giờ 30 cùng ngày, sau khi uống rượu xong, Trung cố ý đốt nhà N rồi tự sát. Trung lấy can nhựa chứa 4 lít xăng đã mua trước đó để đổ lên người bà N rồi bật lửa đốt. Lúc này, mọi người xung quanh thấy khói bốc ra từ trong nhà nghi phạm Trung nên đã cùng nhau phá cửa sổ cứu thoát cháu ngoại của Trung ra ngoài, đồng thời phá cửa nhà trước xông vào đưa vợ chồng Trung đi cấp cứu. Hậu quả, bà N bị bỏng nặng trên 80% phải chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối tượng Hà Trọng Quyết, sinh năm 1993, trú tại thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, về tội sát hại người. Tại cơ quan điều tra, Quyết khai nhận, ngày 25 tháng 10 do có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân, Quyết nảy sinh ý định sát hại bé Hà Trọng Đê, 8 tuổi, trú ở xã Sơn Ninh để trả thù. Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Quyết đã lên kế hoạch đem theo hung khí từ nhà, giả vờ đi chăn bò để theo bé Đê, về đến nhà và ra tay với nạn nhân. Bé Đê tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Quyết rửa sạch hung khí, thay quần áo mang cất giấu, sau đó tiếp tục ra cánh đồng chăn bò. Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Phòng Kỹ thuật Hình sự và Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương điều tra làm rõ. Kế hoạch khám nghiệm. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân là cháu bé Trọng Đê bị chết do đa chấn thương, vỡ hộp sọ, trên người có nhiều thương tích. Sau khi khoanh vùng, công an xác định đối tượng gây án là Hà Trọng Quyết. Người này có mối quan hệ anh em họ với nạn nhân. Cơ quan điều tra đang đưa Quyết đi giám định năng lực hành vi để xử lý theo quy định của pháp luật. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Japan Daily Top News của chúng tôi ngày hôm nay. Khánh Huyền xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.